Đức đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID, theo lời Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết hôm 13 tháng Giêng. Phát biểu trước nghị viện, ông cho biết, số ca nhiễm và tử vong vẫn còn quá cao và chúng ta cần phải giảm xuống. Cho tới nay, hơn 750.000 người đã được tiêm ngừa COVID ở Đức kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm ngừa vào cuối tháng 12. Bộ trưởng Y tế cho biết, đến mùa hè, chính phủ dự kiến có thể tiêm ngừa cho tất cả mọi người. Ở bang Bavaria phía Nam, từ ngày 18 tháng Giêng, người dân bắt buộc phải mang khẩu trang FFP2 trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cửa hàng. Với giá khoảng 3 euro một chiếc, người dân Munich bày tỏ lo ngại về giá cao. Viện Robert Koch nghiên cứu bệnh truyền nhiễm báo cáo 19.600 ca nhiễm mới hôm 13 tháng Giêng. Có thêm 1.060 người tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID lên thành 42.637 người.